Trong chính sách khai thác ở Việt Nam, thực dân Pháp rất chú trọng ngành nông nghiệp. Họ lập ra nhiều đồn điền, thử nghiệm những giống cây trồng mới nhằm khai thác mọi tiềm năng nông nghiệp của nước ta để phục vụ cho kinh tế nước Pháp. Trong đó, việc đưa cây cao su vào trồng ở Nam Kỳ được coi là thành công đẹp nhất của những đồn điền Pháp ở Đông Dương. Quả là những đồn điền rộng lớn. An Nam thực sự không hổ danh là xứ thuộc địa màu mỡ của nước Pháp chúng ta. Đúng vậy, nhờ chúng mà chúng ta thu về được vô số lợi nhuận. Bây giờ trên thế giới, nhu cầu tiêu thụ mủ cao su đang rất lớn để phục vụ cho ngành công nghiệp ô tô. Thật may mắn vì chúng ta đã chiếm đoạt được vùng đất đai tốt nhất để thu lại lớn từ việc kinh doanh cao su. Đấy ông xem, điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của Nam Kỳ rất phù hợp với loại cây này. Người Pháp chúng ta có thể nhanh chóng nhân rộng đồn điền sang tận Công Pông Chàm của Campuchia cơ đấy. Tôi biết, ở đây cao su có thể phát triển một cách thuận lợi không kém ở vùng đồng bằng sông Amazon. Đây quả là vùng đất dành riêng cho cao su rồi. Ông biết không, hồi đầu cây cao su được gửi đến trồng ở nhiều loại đất khác nhau ở xứ này, nhưng đều không thành công. Thật may mắn ngài toàn quyền Paul Dume đã rất quyết liệt đưa cao su vào An Nam. Cuối cùng, ông Alexander Yersin cũng đã tìm ra cách trồng tía và phương pháp lấy mủ cao su ở miền đông xứ Nam Kỳ. Qua nhiều lần ươm thử, đồn điền của tôi đã đạt được 15.300 cây cao su trên diện tích 45 hectare đấy. Có thu hoạch được nhiều mủ không? Lần đầu tiên cạo mủ với 5.000 cây thì đạt 1.500 kg. Càng ngày mủ cho ra càng nhiều. Có năm, đồn điền của tôi thu được 10.000 kg lần. Đồn điền còn có xưởng chế biến riêng, nên cao su khô được ép cho vào thùng 100 kg rồi gửi bán tại thị trường Paris dưới ký hiệu chất lượng là Pagafang với giá khá cao. Vậy thì chẳng mấy chốc ông sẽ trở thành đại điền chủ ở đấy. Không dám, không dám. Bây giờ ở Nam Kỳ có hàng trăm đồn điền được thành lập. Tôi vẫn chưa là gì cả. Nhưng nếu tôi và ông liên kết lại thì tôi tin là lợi nhuận sẽ thu về gấp bội. Vậy thì tôi cũng sẽ không từ chối lời mời này đâu. Có điều tôi vẫn băn khoăn, với việc trồng và sản xuất lớn như vậy, liệu số lượng nhân công ở đây có đủ đáp ứng cho chúng ta không? Ông không cần lo. Chúng tôi đã đi tìm hiểu đời sống của người dân và nguồn lợi thiên nhiên ở đây. Sau đó có những biện pháp chiếm lấy đất đai màu mỡ, chiêu dụ được đám người bị mất đất, nghèo đói, đi phu phen. Thậm chí là cả người Bắc Kỳ, Trung Kỳ, dù là đàn ông, đàn bà và cả trẻ em cũng được đưa vào đồn điền làm phu hết. Công việc vất vả nặng nhọc đến mấy chúng cũng làm được. Lũ khốn kiếp này, chúng mày mệt à? Ai cho chúng mày mệt? Do nhu cầu trên thế giới ngày càng tăng, cao su ở Đông Dương được xuất khẩu ngay từ những năm đầu thế kỷ 20, đem lại cho tư bản Pháp những nguồn lợi khổng lồ. Nhưng chính cây cao su cũng đem lại cho người dân Việt Nam nỗi ám ảnh về chế độ bóc lột cùng cực trong các đồn điền.